Dạo này thời tiết diễn biến khá là khó hiểu, thế nên hôm nay tôi mang đến cho anh em một con phim khó hiểu không kém về một chàng trai gặp một phiên bản khác của chính mình nhưng lại có lối sống trái ngược hoàn toàn với mình. Họ liệu chỉ tình cờ giống nhau hay cuộc đời của họ có liên kết với nhau theo một cách nào đó? Chả biết. Nhưng câu chuyện của họ sẽ được kể trong Enemy. Giữa thành phố vàng một màu nghệ tươi, một người đàn ông đang ngồi nghe tin nhắn thoại trong ô tô. Anh ta sau đó giả bước trên một hành lang, tay cầm một chiếc chìa khóa đến một căn phòng đầy bí ẩn. Căn phòng này bí ẩn đến nỗi các cô gái ở đây còn không mặc xiêm y, còn các quý ông thì cứ ngồi đó. Người thì mặt nhăn, người thì không cảm xúc. Tất cả họ đều chăm chú chờ đợi một điều gì đó, một khung cảnh, một xúc cảm. Một cô gái dáng người mảnh khảnh bước tới, tay cầm một cặp lồng kim loại. Bên trong không phải là đơn hàng GrabFood của bạn, mà là một con nhện tarantula. Những người đàn ông trong phòng bỗng chuyển mặt suy tư, lặng nhìn cô gái cùng đôi guốc của mình toàn dẫm con vật nhiều chân. Tại một trường học, Adam đang đi làm. Anh là một giảng viên đại học với chuyên môn là về sự kiểm soát, nhưng không phải kiểu bắt vợ cái jelly. Chủ đề bài giảng ngày hôm nay là về kẻ độc tài. Mấu chốt của bài giảng là qua nhiều thăng trầm của lịch sử, độc tài vẫn luôn xuất hiện trở lại. Nó luôn tái xuất như một vòng luân hồi. Và đúng như mong đợi, lũ sinh viên đếch ai quan tâm. Adam sau đó đi về căn hộ nhỏ không mấy tiện nghi của mình. Anh ngồi trầm ngâm, anh tỏ vẻ phiền não. Anh đang nghĩ về cái gì thì chả biết. Chỉ biết là anh có một cô bồ tóc vàng hoe quyến rũ, nhưng có vẻ trong mắt anh, cô không giống là nguồn vui, mà giống với một trách nhiệm, một gánh nặng hơn. Và cứ như thế, cuộc sống của Adam trôi qua lặp đi lặp lại, đi dậy về nhà ăn uống trầm tư quan hệ. Bỗng một ngày nọ, một người đồng nghiệp hỏi Adam có thích phim ảnh không? Và Adam nhủ thầm, ừ thì đổi gió tĩnh hay phết. Thế là anh đến thuê một đĩa phim về nhà xem cho nó thay đổi sinh hoạt. Tối hôm đó sau khi chấm bài của học sinh, thay vì lại quấn lấy nhau với bạn gái như thường lệ, Adam ngồi xem bộ phim mình vừa thuê. Xem được 5 phút thì anh nhận ra có lẽ mình nên sinh hoạt giống mọi ngày. Và thế là anh lại quấn lấy bạn gái như thường lệ. Nhưng hôm nay cô gái lại không như thường lệ, đòi về và tỏ ra khó chịu, để lại Adam nằm mơ mơ màng màng. Trong giấc mơ, Adam nhìn thấy một người giống hệt mình trong bộ phim hồi tối. Anh choàng tỉnh giấc giữa đêm, ngồi check lại bộ phim. Người đàn ông này giống anh như đúc, chỉ là đã cạo râu. Tối hôm đó, Adam tìm tên diễn viên trong phần credit. Sau một hồi thao tác Google, Adam đã phát hiện ra thân phận của gã diễn viên nọ. Anh ta là Anthony, mới đóng có 3 phim, thuộc về một công ty agency quản lý các tài năng trẻ. Hôm sau, Adam tìm tất cả những phim mà Anthony từng đóng, xem chả sót phim nào. Adam lục lọi chỗ thùng để đồ cũ và phát hiện ra một bức ảnh bị xé một nửa, chả biết chụp từ khi nào. Bức ảnh này có ý nghĩa gì thì sau này rồi biết. Không thể tin được trên đời lại có người giống y hệt mình. Adam lên kế hoạch đến agency của Anthony để gặp mặt tay diễn viên. Để cải trang, anh đeo một chiếc kính râm. Adam rình mò tới gần công ty của Anthony rồi cuối cùng cũng có cơ hội để lọt vào. Nhờ siêu sức mạnh của kính râm, bảo vệ ở công ty nghĩ Adam là Anthony và chẳng mảy may nghi ngờ gì. Tay bảo vệ đưa cho Adam một phong bì vốn được gửi tới cho Anthony. Giáo viên lịch sử thấp thỏm chạy vội ra xe để unbox cái phong bì. Nhờ lá thư trong đó, anh biết được địa chỉ và số điện thoại của anh diễn viên. Đó là một khu thuộc về giới thượng lưu. Sau một hồi liếc ngang ngó dọc, Adam quyết định gọi vào số điện thoại kia. Người nhấc máy là một người phụ nữ và cô ta nghĩ rằng Anthony là người đang nói. Có lẽ là vì giọng nói của cả hai cũng giống y hệt. Quá đỗi lúng túng, Adam cúp máy và trở về nhà. Nhưng sự hiếu kỳ đã khiến anh tiếp tục gọi cho Anthony. Lần này thì Anthony đã nghe máy. Adam vội cuống cuồng giải thích, lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa bước vào nhà tắm. Anthony trả lời điện thoại xong, từ nhà tắm bước ra, ghi lại tên của tay giáo viên vào một mảnh giấy thì bị vợ của mình chất vấn. Cô nghi ngờ rằng anh lại đang lừa dối cô. Chán ngán với cuộc cự cãi này, Anthony kiếm cớ bỏ ra khỏi nhà. Tối hôm đó, Anthony cũng lò dò trên mạng và tra ra thông tin của Adam. Vợ của Anthony đêm đó thao thức vì máu ghen đã nổi lên. Cô mò ra tờ giấy và thông tin về Adam. Sáng hôm sau, cô đến tận trường của Adam để tìm hiểu và sững sờ trước phiên bản Ctrl C Ctrl V của chồng mình. Và cứ thế cô trố mắt nhìn anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh và chỉ qua vài câu hỏi thăm đơn giản, cô chắc chắn đây không phải chồng mình. Adam thì vẫn chả biết đây là ai. Sau đó Adam trở về lớp học, còn bà bầu gọi cho chồng mình để confirm cho chắc thôi. Và nhận ra Anthony đang ở một nơi khác, bà bầu thẫn thờ trở về nhà. Đầu cô đang suy nghĩ lung tung lắm, tâm trạng rối bời thì chớ, lại còn cứ phải nghe chồng lảm nhảm với mấy quả dâu hữu cơ mà anh muốn ăn. Đến đêm, bà bầu vẫn lo lắng, rầu rĩ, nhưng thay vì nói chuyện với bác sĩ sản khoa thì cô lại nói chuyện với Anthony. Thế quái nào mà Adam lại giống anh đến vậy? Anthony gãi đầu gãi tai chưa hiểu gì. Còn vợ anh thì chắc như đinh đóng cột rằng anh biết chuyện gì đang xảy ra. Phía chàng giáo viên thì sao? Anh đang trong một cơn mê hư ảo về một cô gái khỏa thân với cái đầu của loài nhện. Cơn ác mộng khiến anh choàng tỉnh giấc. Hôm sau cũng là ngày hẹn của Adam và Anthony. Họ gặp nhau trong một khách sạn với nội thất của nhà nghỉ. Anthony mở cửa, không tin vào mắt mình. Anh lúng túng, phần là vì lần đầu tiên vào khách sạn với trai,
phần là vì Adam giống anh đến từng chi tiết. Ngay cả với chiếc sẹo trên ngực do tai nạn, Adam bỗng hoảng loạn, đưa cái phong bì trả lại cho chủ nhân, rồi chạy ra xe đi mất. Anthony về nhà và báo với vợ yêu rằng thằng khùng nó sợ chết khiếp và không quay lại nữa, tưởng rằng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nhưng sáng hôm sau, Anthony đến dịch mỏ thầy giáo lịch sử. Hắn nhận thấy cô bồ của thầy ngon choét, nên có những suy nghĩ mà một người ngây thơ cũng có thể đoán ra. Hắn bắt đầu rình rập theo đuôi cô gái của Adam như một tên biến thái. Hắn leo lên xe buýt, ánh mắt quét khắp người cô gái. Không rõ Anthony có thói quen này từ đâu, nhưng mà nó thật kinh tởm. Không dừng lại ở đó, Anthony còn theo đến tận nơi bồ giáo viên làm việc. Có một thứ đang cứng dần lên nhưng không phải là chính sách ngoại giao của nước nào cả. Và rồi đêm hôm đó, Anthony nghĩ ra một kế hoạch tởm hơn cả thói quen của mình. Adam không hề hay biết gì về điều đó. Anh gặp mẹ và tâm sự với bà những điều vừa xảy ra. Mẹ Adam thì cũng lo lắm, vì bà biết anh lăng nhăng với phụ nữ và vừa đi khách sạn với một người đàn ông. Thế là bà bảo Adam ăn dâu đen vào. Adam bảo con không thích. Bà bảo có mày thích. Adam bảo con không thích cơ mà. Bà lại bảo có mày thích, và mày bỏ cái ước mơ đi làm diễn viên hạng 3 đi. Khiến cho Adam ngơ ngác, chả hiểu gì. Một con nhện khổng lồ xuất hiện trong giấc mơ của Anthony. Nhưng hắn có thứ khác đáng để tâm hơn. Đó là kế hoạch để đổi chỗ với Adam và phịch bạn gái của anh ta. Hắn dành cả buổi diễn tập trước gương và cười khoái trá khi nghĩ đến mục tiêu dơ bẩn của mình. Theo kế hoạch đã dợt, hắn đến nhà Adam, vu khống chàng giáo viên đã ngủ với vợ mình, gây sức ép để bắt Adam đổi chỗ với hắn một hôm. Hắn sẽ đi chơi với cô bồ nóng bỏng của Adam, còn Adam sẽ về nhà hắn và muốn làm gì thì làm. Hắn còn bảo sau đó sẽ cút khỏi đời của Adam mãi mãi. Anthony phấn hết cả khởi, tháo nhẫn cưới, lên xe Adam, đeo bồ Adam đi chơi. Adam thì lúng túng, vào nhà của ngôi sao điện ảnh mà trần tra chân trừ, thậm chí còn chả biết phải đi đâu làm gì. Anh va phải một người quen biết với Anthony. Gã tưởng anh là tay diễn viên nên vừa tháp tùng anh đến căn hộ của Anthony, vừa ngỏ ý xin quay trở lại văn phòng nào đó. Adam ậm ờ cho qua chuyện, rồi bước vào một căn hộ đắt tiền nhưng cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Có vẻ như lâu lắm rồi ở đây không có tình yêu. Ở đây anh tìm thấy phiên bản đầy đủ của bức hình bị xé. Người bị xé khỏi hình chính là vợ Anthony. Ngồi bần thần một lúc lâu không hiểu gì thì bà bầu của Anthony bỗng trở về. Adam bồn chồn nhận ra đây là người đã tiếp cận mình và cố đóng giả Anthony. Tuy nhiên bà bầu không chỉ có bầu mà còn có linh cảm nữa, biết ngay đây không phải chồng mình. Chủ yếu là vì ông này không lải nhải với dâu đen hữu cơ. Khi ôm nhau trên giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô khẽ hỏi Adam hôm nay ở trường thế nào, khiến chàng giáo viên mặt đần thối. Trong khi đó Anthony và bồ của giáo viên cũng đang ngủ, nhưng mà nó lạ lắm. Họ đang dở cuộc vui thì bồ của giáo viên sờ tới vết hằn trên ngón tay đeo nhẫn của Anthony, liền khóa van nước, mặc quần áo đòi về. Chả hiểu cãi cọ kiểu gì mà Adam nơi xa giật cả mình. Giáo viên lịch sử không ngủ nữa, ra ghế ngồi khóc khóc. Để bồ mình cho thằng khác phịch xong rồi ngồi khóc à. Bà bầu thức dậy thấy thế cũng thương thương. Adam vừa khóc vừa xin lỗi cô, nhưng cô bảo cô muốn anh ở lại. Sau đó em bé trong bụng cô sẽ được ăn ống nẩu. Ở nơi xa lắm, Anthony thì đang cãi nhau kịch liệt với bồ của anh giáo viên. Hắn thậm chí đòi đẩy cô ra khỏi xe. Trong lúc cự cãi, tai nạn xảy ra, hai người vong mạng. Ô cửa kính vỡ nhìn giống một chiếc mạng nhện. Khi bình minh ló dạng, radio thông báo về vụ tai nạn xe tối qua. Adam tắt nó đi và mặc bộ vest lịch lãm của Anthony. Anh sờ vào túi áo, chính là chiếc phong bì hôm nào. Bên trong phong bì là chiếc chìa khóa, đó chính là chìa khóa để vào căn phòng bí mật với những cô gái ăn mặc phong phanh lúc đầu phim. Adam cầm chiếc chìa khóa, phân vân vì nhiều thứ. Một trong số đó là tối nay có nên vào căn phòng ấy hay không. Adam hỏi bà bầu về điều đó. Thời khắc này chính là cột mốc Adam trở thành Anthony một lần nữa. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Adam bước vào phòng tắm và thấy một con nhện khổng lồ, nhưng phản ứng của anh lại chỉ là một tiếng thở dài.